Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục hộp thư truyền hình đã nhận được thư của ông Tiêu Viết Hội ở thôn Châu Thuận Tây, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn phản ánh. Tuyến đường Dung Quốc Sa Huỳnh đoạn qua xã Bình Châu cơ bản đã hoàn thành và đi vào sử dụng từ năm 2016. Tuy nhiên, trên tuyến đường này hiện nay còn tồn tại công trình tường rào cổng ngõ của một số hộ dân chưa được giải phóng mặt bằng để thi công hoàn thiện tuyến đường. Điều này đã gây cản trở giao thông, mất mỹ quan trên tuyến và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tuyến đường Dung Quốc Sa Huỳnh đoạn qua xã Bình Châu đã được đưa vào sử dụng đến nay đã hơn 6 năm, nhưng hiện nay trên tuyến đường này còn tồn tại một công trình tường rào cổng ngõ của 3 hộ gia đình: hộ Bùi Thị Bích Hòa, Bùi Thị Bích Hiệp và Bùi Thị Bích Thuận ở thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu, với diện tích khoảng 60m². Nguyên nhân tồn tại công trình tường rào cổng ngõ trên tuyến đường là do chủ đầu tư tuyến đường Dung Quốc Sa Huỳnh, chính quyền địa phương và 3 hộ gia đình có đất không thỏa thuận được việc bồi thường tái định cư để giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường. Việc tồn tại công trình tường rào cổng ngõ trên tuyến đường như một nút thắt cổ chai gây mất mỹ quan, cản trở giao thông và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tôi là một người dân nhưng mà là thấy đảng nhà nước làm đường, chủ trương làm đường là tốt, nhân dân rất phấn khởi phải không này. Nhưng mà riêng đó là khi ủy ban nhân tỉnh không biết nhân ủy ban huyện là có công ven là chỉ độ có khu tái định cư, nhưng mà lý do gì làm ngay chỗ đây là để một cái gọi là cái gà ra đó, cái gà này rất nguy hiểm. Riêng bản thân tôi á là đi tới đó là bị một lần rồi mà không phim chết, cũng nói thật là tôi cũng nói rằng đơn là nhà ông bò cô bác phù hộ, chứ nếu không phù hộ là tôi cũng gì âm dương rồi, cũng gà này. Mà không phải riêng một mình tôi mà ngay nó cũng 3-4 người rồi, cũng tới cái chỗ này rất nguy hiểm rồi. Cho nên nha, tôi có lập đơn phản ánh đến ủy ban tỉnh, tỉnh mới chuyển cho huyện Bình Sơn, huyện Bình Sơn mới chuyển cho sở giao thông chủ đầu tư. À, tôi yêu cầu là quý cấp phải khắc phục là cái này để cho người dân tham gia giao thông được an toàn, mà thẩm mỹ nữa về cái đường. Tuyến đường ven biển Dung Quốc Sa Huỳnh còn gọi là đường tỉnh 627 với tổng chiều dài gần 100 km, tổng vốn đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng và do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dự án được chia làm hai giai đoạn, đến nay giai đoạn 1 đoạn Dung Quốc Mỹ Khê, Mỹ Khê Trà Khúc với tổng chiều dài hơn 30 km, kinh phí thực hiện gần 1.500 tỷ đồng đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2016. Tuy nhiên, việc đền bù tái định cư để giải phóng mặt bằng cho 3 hộ gia đình đến nay vẫn chưa được các cấp ngành có liên quan xử lý dứt điểm, nên công trình tường rào cổng ngõ của 3 hộ gia đình vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay trên tuyến đường này. Dự án đường ven biển Dung Quốc Sa Huỳnh giai đoạn 2, đoạn đi qua xã Bình Châu, được khởi công vào khoảng giai đoạn 2012-2013 và kết thúc 2016. Thì trên tuyến đường này thì hiện nay còn có 4 cái trường hợp, hoặc là của hộ bà Bùi Thị Bích Hòa, Bùi Thị Bích Hiệp và Bùi Thị Bích Thuận và hộ của bà Mán. Do quá trình làm việc và giải phóng mặt bằng chưa giải phóng mặt bằng được, địa phương cùng với chủ đầu tư lúc đó là của Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn đã nhiều lần làm việc và thực hiện có các phương án đảm bảo đủ cái quyền lợi cho các hộ dân. Tuy nhiên là đến giai đoạn cuối thì chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh là quyết định là tạm dừng dự án và chỉnh tuyến, chuyển cái giai đoạn 2B, đường Dung Quốc Sa Huỳnh 2B chỉnh tuyến là ngay chỗ Châu Mai làm cầu thẳng qua Tân Hòa, do đó là dừng là cái dự án giai đoạn 2, đoạn đi có một đoạn trồng lên đường tỉnh lộ 621, dẫn đến là còn 4 cái trường hợp chưa giải phóng và đã dừng dự án nên không tiếp tục giải phóng. 4 cái trường hợp này. Tuy nhiên, hiện nay thì cái đoạn đường này đã dừng lại và kết thúc dự án. Theo chúng tôi được biết là chủ đầu tư đã quyết toán công trình. Nhưng mà xét thấy là bây giờ trên tuyến đường này còn 4 cái trường hợp này nó rất là mất mỹ quan, cũng như là có tiềm ẩn cái nguy cơ về an toàn giao thông.
Do đó thì nhân dân địa phương cũng như là lãnh đạo địa phương là kiến nghị các cấp có cái nghiên cứu và cái cách để xử lý hoàn thiện cái tuyến đường này đối với 4 cái trường hợp này để đảm bảo thông thoáng tuyến đường và giảm thiểu cái nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn. Tuyến đường ven biển Dung Quốc Sa Huỳnh sau khi hoàn thành sẽ hình thành trục giao thông Bắc Nam ở phía Đông để chia sẻ lưu lượng người và phương tiện trên tuyến quốc lộ 1 hiện nay đang quá tải. Tuy nhiên hiện nay, việc tồn tại một công trình tường rào cổng ngõ của các hộ dân trên tuyến nhưng chưa được giải phóng mặt bằng để hoàn thiện tuyến đường đã gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông và gây bức xúc trong nhân dân. Vì vậy, các cấp ngành có liên quan cần sớm quan tâm bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm hoàn thiện tuyến đường để góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này.